Rồi, ok ha. Thì chúng ta tiếp tục trở lại với những video clip ha, tutorial về Creative Talk các bạn ha. Thì trong video clip hướng dẫn Creative Talk trước thì mình có dự định ha, là video tiếp theo mình sẽ tung clip hướng dẫn cho các bạn về cách thực hiện cái project này các bạn. À, cái project này thì các bạn như các bạn cũng biết thì để làm một cái project phim hoạt hình hoàn chỉnh như vậy ha, thì nó sẽ cần rất là nhiều kỹ năng ha, và cần rất là nhiều ha sự thông thạo. Thì để mà thuận tiện hơn cho các bạn á, thì mình sẽ phân nhỏ các module ra các bạn ha. Thì nếu như mình hướng dẫn các bạn liền á, làm cái project này cũng được thôi các bạn ha, nhưng mà các bạn sẽ gặp một chút khó khăn ha, và có lẽ mình sẽ tốn thời gian nhiều hơn để giải thích cho các bạn ha, cặn kẽ từng chức năng cũng như cách thực hiện nó như thế nào các bạn. Thì mình sẽ phân nhỏ ra ha, phân nhỏ từng module ha, sau đó mình sẽ giới thiệu từng module, từng chức năng đó cho các bạn ha. Rồi sau đó các bạn đã nắm rõ những cái module, những chức năng đó rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn ha làm cái project này các bạn, sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn cho các bạn rất là nhiều ha, sẽ tiết kiệm được thời gian cho các bạn rất là nhiều ha. Thì với các module mà mình sẽ phân ra thì nó sẽ chẳng hạn như nó gồm như thế này các bạn, cách hướng dẫn ha, cách hướng dẫn di chuyển nhân vật như thế nào ha, cách hướng dẫn làm những cử động cho nhân vật như thế nào, cách hướng dẫn biểu lộ cảm xúc trên gương mặt như thế nào ha, và cách hướng dẫn chèn đoạn hội thoại hay là file ghi âm vào cho nhân vật ha, ý của mình là lồng tiếng cho nhân vật đó các bạn ha, lồng tiếng cho nhân vật như thế nào ha, rồi cách di chuyển camera vân vân các thứ. Thì đó mình sẽ phân nhỏ ra thành những cái chủ đề đơn giản như vậy ha, để khi nếu như các bạn, đối với các bạn mà đã biết về Creative Talk rồi ha, thì các bạn sẽ tìm hiểu những cái module đó, và các bạn cần module nào các bạn xem video clip đó thôi ha, không cần phải xem là nguyên một cái project dài mà mình hướng dẫn tỉ mỉ từng chút như vậy, sẽ mất thời gian cho các bạn ha, và mất cái thời gian tìm kiếm rất là lớn. Mình sẽ phân nhỏ ra module ha. Còn đối với những các bạn ha mà chưa biết gì về Creative Talk và muốn học Creative Talk từ đầu thì các bạn cũng rất là dễ dàng, bởi vì mình sẽ phân ra module ha các bạn, từ module đơn giản đến module cao ha, như chức năng đơn giản, như chức năng cao. Thì các bạn qua đó các bạn học ha, các bạn học và các bạn luyện tập cho thành thạo những kỹ năng đó, và các bạn có thể tự xây dựng cho mình một project riêng luôn các bạn ha. Còn đây cái project này mình hướng dẫn các bạn là cái project chuẩn các bạn ha, chuẩn ha, với những chức năng nó kết hợp với nhau và nó làm thành một bộ phim hình hoàn chỉnh như vậy các bạn ha. Rồi, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu vào video clip đầu tiên các bạn. Video clip đầu tiên hôm nay ha, mình hướng dẫn các bạn ha, sẽ là chèn đoạn hội thoại ha, chèn đoạn hội thoại vào cho nhân vật ha, lồng tiếng ha các bạn ha. Rồi, ok, chúng ta mở Creative Talk lên các bạn ha. Chắc các bạn cũng đã xem ha, xem video clip trước của mình đã giới thiệu sơ về những chức năng ở trên đây các bạn ha, các bạn nắm rõ được rồi thì mình sẽ đi nhanh vào phần này các bạn ha. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần actor ha, để lấy những diễn viên yêu thích của mình ha các bạn. À, mình sẽ lấy cô này các bạn, lấy cô này ha. Rồi, và để có một đoạn hội thoại thì chúng ta cần hai nhân vật các bạn ha, mình sẽ lấy một nhân vật nam nữa đi. Rồi, nhân vật nam, rồi, rất là ngầu các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mà mình chèn những cái đoạn hội thoại các bạn, giống như là mình trong xem trong truyện tranh đó, nó có những cái đoạn hội thoại giống như cái bong bóng hội thoại các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì để hai nhân vật hội thoại với nhau thì chúng ta phải quay nhân vật này lại các bạn, phải quay nhân vật này lại ha. Rồi, các bạn vào phần phần này ha, flip, click vào nhân vật, sau đó bạn vào flip để quay nhân vật lại ha, flip để hai nhân vật nói chuyện với nhau các bạn ha, phải nhìn vào mặt nhau ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có cái kịch bản các bạn ha, kịch bản của mình là như thế này. Đầu tiên nhân vật nam sẽ là nhân vật chào hỏi trước ha, nhân vật nam sẽ nói xin chào bạn ha, và sau đó nhân vật nữ sẽ đáp lại xin chào ha, rồi sau đó nhân vật nam sẽ nói là bạn có khỏe không ha, nhân vật nữ sẽ đáp lại là tôi khỏe còn bạn ha, và chúng ta sẽ kết thúc đoạn hội thoại ở đây ha. Rồi, đầu tiên sẽ là nhân vật nam các bạn chọn vào nhân vật nam ha, chọn vào nhân vật nam, sau đó các bạn sẽ nhấn vào mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn tép trước ha, những cái bong bóng hoặc lại trước, các bạn sẽ nhấn vào Special FS ha, Special FS ha. Ở đây có ba menu nhỏ các bạn, Object, Text, Sound.
À, thì sao hiện tại đang menu sao thì đây là những cái đoạn âm thanh và Crazy Talk ha, đã tạo sẵn cho chúng ta những âm thanh cơ bản và đơn giản như là tiếng cửa mở ha, tiếng chuông reng các bạn ha, rất là nhiều các bạn thử khám phá ha. Và object object có nghĩa là những cái hình hình động các bạn, những cái gif các bạn ha, cái gif hình động ha, đây là những hình động về trái tim ha, thổn thức ha, các bạn ha, âm nhạc ha, vân vân. Rồi cái chính chúng ta sẽ vào phần test các bạn. Đây, ở đây phần test thì chúng ta sẽ có những cái đoạn sẽ có những cái bong bóng hội thoại các bạn ha, rất nhiều bong bóng hội thoại ở đây, thì các bạn hãy chọn lấy cho mình cái bong bóng hội thoại ha. Đầu tiên mình sẽ chọn lấy cái bong bóng hội thoại này đi, hội thoại đầu tiên đó, kéo vào các bạn, nắm và kéo vào. Rồi các bạn resize nó lại cho nó vừa vừa đủ ha. Rồi rồi kéo nó lại một xíu rồi ha, xay nó một xíu ha. Thì sau khi các bạn chèn như vậy xong các bạn, thì các bạn sẽ vào phần test here ha, kích chuột phải và vào phần test editor để chúng ta chèn được hội thoại vào thôi. Rồi ở đây thì các bạn sẽ đánh cái phần hội thoại của mình ha. Xin chào bạn ha, xin chào bạn. Rồi ở đây thì các bạn có thể chọn phông chữ cho nó các bạn ha, phông chữ tùy vào cái hệ thống phông của các bạn ha, bất kỳ phông nào các bạn ha, các bạn quét vào một cái xong rồi các bạn chọn phông ha. Đây là kiểu chữ ha, cỡ chữ các bạn ha, hiện nay là 20, các bạn hãy chỉnh nhỏ xuống ha, thì các bạn sẽ không thấy nó hiện ở đây đâu ha. Thì khi mà các bạn ok á thì nó sẽ hiện ở đây, hoặc là các bạn nhấn review nó sẽ hiện ở đây các bạn ha. Khi mà các bạn chỉnh thì nó chưa có hiện liền đâu. Để cho nó xuống 26. Rồi ok đủ rồi ha. Và đây cũng giống như là Microsoft Word các bạn ha, màu vân vân các thứ các bạn có thể tùy chỉnh ở đây, đậm nghiêng gạch chân các bạn ha. Rồi canh canh lề như thế nào ha, align ha, align đây là cái khoảng cách chữ các bạn ha, các bạn nhấn vào xem thử. Ok rồi, cái chữ này có nghĩa là các bạn cái chữ mình ở trên nhau các bạn, giống như là x bình phương các bạn ha, những chữ x bình phương á. À đây là chiều cao của chữ ha các bạn ha, chiều cao của chữ các bạn phải nhấn 100 coi nó ra sao, cũng không thay đổi nhiều ha các bạn, có thể là nó do bị cái khung của cái test của mình các bạn ha, cái khung của test mình ha. Rồi nói chung các bạn cũng không cần quan tâm nhiều cái chức năng này đâu ha, cũng không cần quan tâm nhiều đâu, chủ yếu là mình sẽ quan tâm những chức năng này hơn ha. Xin chào bạn. Rồi chỉnh nó ha, cho nó một xí. Ok rồi thì các bạn tiếp theo ha các bạn, tiếp theo thì nhân vật nữ ha, nhân vật nữ sẽ nói xin chào bạn luôn ha, nhân vật nữ sẽ nói xin chào bạn. Thì các bạn có hai cách ha, một là các bạn có thể dùng lại cái này ha, các bạn sử dụng như cách đầu tiên mình hướng dẫn các bạn là nắm kéo thả và sau đó làm theo chính xác những bước mà nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn ha, hoặc là các bạn có thể vào đây ha và copy nó ra, các bạn có thể vào đây và nhấn copy nó ra. Ok nhấn copy. Copy đâu rồi? Đây duplicate các bạn. Ok duplicate các bạn ha. Rồi các bạn sẽ có một cái đoạn hội thoại như thế này ha, rồi bạn flip nó lại ha, flip nó lại. Ok rồi có hai cách các bạn ha, thì mình nghĩ là mình dùng cách duplicate nó sẽ tiện lợi hơn cho các bạn, nó nhanh hơn ha. Rồi chúng ta chạy thì các bạn, như các bạn thấy là như thế này các bạn, khi lúc chúng ta chạy á, có nghĩa là cái đoạn phim hoạt hình chúng ta chạy á, thì không thể mà các bạn mới đầu vô thì nó cứ cái khung hội thoại này nó tĩnh như vậy ha, chỉ khi nào hai nhân vật này gặp nhau rồi
nhân vật nam mới nói trước thì cái đoạn hội thoại này mới hiện ra ha. Sau khi đoạn hội thoại này hiện ra một lúc mới nói khoảng 2-3 giây gì đó ha, xin chào bạn à, khoảng 2-3 giây thì cái đoạn hội thoại này sẽ biến mất các bạn, nó không ở đây hoài ha, để nhường chỗ cho những cái đoạn hội thoại khác ha. Thì tiếp theo đó là một nhân vật nữ sẽ nói là xin chào bạn, và cũng 2-3 giây sau thì cái đoạn hội thoại này nó cũng sẽ biến mất các bạn ha, không ở đây hoài ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để thực hiện cái chuyện đó ha. Rồi đầu tiên các bạn sẽ kích chuột phải vào ha, kích chuột phải vào, các bạn dọn vào Open Timeline Track, hoặc các bạn có thể nhấn F3 ha, F3 rồi, các bạn nó sẽ hiện lên đây. Thì đại diện cho cái bong bóng hội thoại của chúng ta đầu tiên đó, thì là Speaking 01 ha, Speaking 01 rồi. Thì các bạn sẽ chỉnh thời gian là như thế này các bạn sẽ cho nó khoảng 2-3 giây gì đó rồi ha, cho khoảng 5-10 giây luôn đi ha, 10 giây. Rồi 10 giây thì các bạn muốn là 10 giây sau nó sẽ biến mất cái đoạn hội thoại này ha. Thì các bạn chỉnh tới 10 giây xong các bạn sẽ nhấn vào Visible, các bạn Speaking 01 và nhấn vào thẻ Visible. Visible có nghĩa là ẩn hiện ha, ẩn hiện. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái đường thẳng nối dài ha các bạn, nối dài có nghĩa là nó đang hiện lên ha, không có bị đứt khoảng, không bị đứt khúc ha. Thì là đoạn hội thoại của chúng ta đang hiện xuyên suốt cái frame và toàn bộ video của chúng ta luôn ha. Thì các bạn kích chuột đây ha, Visible. Rồi các bạn chọn khoảng thời gian mà để cho đoạn hội thoại đó xuất hiện. Mình chọn là từ bắt đầu cho tới khoảng 10 giây ha, thì đoạn hội thoại này sẽ xuất hiện. Và sau 10 giây đó thì đoạn hội thoại này sẽ biến mất ha. Thì các bạn sẽ nhấn vào nút này ha, Show 2 ha các bạn ha, nút con mắt ha. Các bạn nhấn vào một cái, rồi ở ngay giây thứ 10 thì đoạn hội thoại đó sẽ biến mất các bạn ha. Rồi chúng ta chờ chạy lại. À, biến mất các bạn ha. Xin chào bạn. Xong biến mất các bạn ha. Rồi. Thì các bạn phải để ý là nó phải khớp với nhau các bạn ha, nó phải khớp với nhau như thế này. Khi mà nhân vật nam này vừa nói xong sẽ nhân vật nữ này sẽ nói ha. Thì cái đoạn hội thoại của nhân vật nữ này ban đầu khi nhân vật nam nói thì sẽ chưa có hiện ra ha. Phải đợi cho nhân vật nam nói xin chào trước rồi nhân vật nữ mới nói các bạn ha. Các bạn sẽ vào kích chọn nó và nhấn chuột phải và chọn Open Timeline Track. Ha, thì nó sẽ là speaking 01 mở ngoặc 0 ha các bạn ha. Tại mình duplicate đó các bạn. Mình duplicate thì nó sẽ mở ngoặc 0, còn nếu mình kéo thả thì nó sẽ là speaking 02 các bạn ha. Rồi cũng tương tự như vậy các bạn cũng vào visible ha. Các bạn cũng vào visible. Rồi thì đầu tiên ha, thì cái đoạn hội thoại này sẽ không xuất hiện các bạn. Thì cái con trở dòng thời gian của chúng ta là ở đây ha. Đang ở đây ha, chỉnh nó về 0 thì nó sẽ không xuất hiện, các bạn nhấn con mắt nhắm lại ha, thì bạn nào sẽ không xuất hiện ha, cho tới lúc mà cái đoạn hội thoại của nhân vật nam ha vừa kết thúc thì mình cho khoảng 5 giây sau ha, 5 giây sau thì đoạn hội thoại của nhân vật nữ mới hiện lên, có nghĩa là nhân vật nam nói xin chào bạn ha, thì nhân vật nữ sau đó khoảng 5 giây sau mới nói ồ xin chào bạn ha. Thì mình sẽ tới đây, mình sẽ nhấn lại con mắt lên cho nó hiện lên. Ok, rồi đoạn hội thoại của nhân vật nữ đã hiện lên xong 10 giây của nhân vật nam ha. Với thế đó thì đoạn hội thoại của nhân vật nữ cũng sẽ kéo dài trong khoảng 10 giây nữa tới 25 giây. Và chúng ta sẽ cho nó biến mất. Click ha, biến mất. Rồi. Chúng ta sẽ cho chạy thử các bạn. Ha, lần đầu tiên như bọn này xin chào, sau đó như bọn nữa xin chào. Ồ nó hơi nhanh các bạn. Thực sự đây không phải là giây ha, phải là mili giây các bạn ha. Mili giây thì các bạn cho tới khoảng 35 luôn đi các bạn. Các bạn mở mắt lên. Đang ở đây ha, rồi, mở mắt lên ha, chúng ta cho nó tới 40 luôn đây các bạn, rồi, 40 luôn ha, cho nó dài một xí, rồi, ok, rồi các bạn nha, rồi sau đó nhân vật nữ sẽ nói, không, tức là nhân vật nam ha, nhân vật nam sẽ nói là bạn có khỏe không ha, bạn có khỏe không, các bạn sẽ kéo thêm một cái nữa các bạn ha, resize nó lại các bạn, xoay nó ha, xoay nó cho nó phù hợp các bạn ha. Rồi cũng là test editor ha, bạn có khỏe không ha. Rồi mình chỉnh chữ cho nó lên một xí. Rồi, ok ha. Các bạn đừng quan tâm đến cái phần này các bạn ha.
nó đè lên nhau cũng không sao, bởi vì cái phần quan trọng của mình là trên cái dòng thời gian nó sẽ xuất hiện ha, nó sẽ xuất hiện lần lượt chứ phải không xuất hiện cùng lúc mà đè lên nhau như thế này, thì các bạn cũng không quan tâm, cũng phải không không cần quan tâm lắm cái chuyện này ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa trên dòng thời gian các bạn ha. Còn mình supply track chúng ta sẽ lấy là speaking 01 01 ha. Rồi chúng ta sẽ vào visible tiếp tục. Rồi ở đây các bạn thấy là sau khi nhân vật nữ nói kết thúc ha, sau khi nhân vật nữ nói xin chào kết thúc ha các bạn ha. À không không, mình sẽ chỉnh ha. Đầu tiên thì cái đoạn họ thoại bạn có khỏe không thì nó sẽ không xuất hiện các bạn ha. Thì chúng ta sẽ nhấn hai đi ha, rồi sẽ đã chọn tới cái lúc mà nhân vật nữ nói xong khoảng tới đây đi, 55 đi ha, chúng ta sẽ cho nó hiện lên lại. À, và chúng ta sẽ cho tới khoảng 75 sẽ cho nó biến mất các bạn ha, rất là đơn giản, các bạn chỉ cần làm một lần là các bạn sẽ quen thuộc với cái phương thức này thôi, không vấn đề gì cả các bạn ha. Rồi ta cho trở lại nhé. Ok rất là tốt ha. Rồi tiếp theo nhân vật nữ ha, chúng ta sẽ tới nhân vật nữ các bạn. Editor các bạn ha. À, mọi người nói cho nó là tôi khỏe, cảm ơn bạn nhiều ha. Rồi. Cho nó to lên một xí các bạn. Rồi, tôi khỏe, cảm ơn bạn nhiều ha. Cũng vào phần open timeline khác. Visible. Rồi, phần đầu tiên thì cái hội thoại này không xuất hiện các bạn ha. Các bạn để con trỏ dòng thời gian của chúng ta ở thời điểm bắt đầu và nhấn vào nút hide ha. Rồi tiếp theo đó thì sau khi nhân vật hỏi vật nam hỏi bạn có khỏe không thì tới khoảng vài giây sau thì nhân vật nữ sẽ trả lời ha. Thì nhân vật nữ trả lời mình sẽ mở con mắt lên ha, mở con mắt lên, nó sẽ có khoảng tới vài giây sau thì chúng ta lại đóng con mắt lại ha. Rồi ok, các bạn đã nắm được cái phương thức để nói chuyện bằng những bong bóng hội thoại các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ cho chạy thử. Ok tốt, thì đó là cái phần đầu tiên các bạn, phần đầu tiên để cho hai nhân vật mà chúng ta giao tiếp với nhau ha. Thứ nhất là bằng bong bóng hội thoại các bạn ha, mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn ha, phần dùng bong bóng hội thoại để cho hai nhân vật chúng ta nói chuyện và giao tiếp với nhau ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha, phần chèn chạy âm thanh ha. Các bạn sẽ nhấn vào nhân vật nam hoặc nhân vật nữ tùy các bạn ha. Rồi các bạn sẽ nhấn vào menu Add Voice ha, Add Voice. Thì ở đây sẽ có thêm 4 phần menu nhỏ nữa các bạn, 4 phần menu nhỏ ha. Phần đầu tiên là Record Voice, có nghĩa là ghi âm trực tiếp giọng nói của bạn ha. Nếu như máy của bạn hiện tại đang có headphone ha, mà có microphone ha, thì các bạn sẽ record trực tiếp luôn. Thì đây là cái phần mềm record của CreateTalk các bạn, volume ha 100. Khi mà các bạn đã sẵn sàng, khi các thiết bị sẵn sàng, các bạn nhấn vào record và nó sẽ record cái giọng nói của các bạn ha. Nó sẽ lưu thành một file và chuyển thẳng vào cho nhân vật luôn các bạn ha. Rồi. Phần thứ hai là test to speak, có nghĩa là các bạn sẽ đánh một cái đoạn văn bản ha, đánh một đoạn văn bản và sau đó sẽ nhờ một cái phần mềm bên thứ ba, đó là của Windows hỗ trợ luôn các bạn. Ha, một phần mềm thứ ba của Windows hỗ trợ sẽ đọc cái đoạn văn bản đó bằng một giọng của máy các bạn ha, mình có thể nói đơn giản là của máy ha. Đây các bạn kết vào nó ha, chẳng hạn như các bạn nói hello ha, thì đây các bạn sẽ chỉnh ha. Microsoft Anna thì có một giọng thôi ha, một giọng phụ nữ duy nhất thôi các bạn ha, giọng người Anh luôn ha, English. Còn đây là video format của nó các bạn ha, volume ha, các bạn chỉnh các thông số này để cái giọng phù hợp với cái yêu cầu các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào nút preview này. Hello. Ha, các bạn sẽ nghe tiếng đọc hello ha. Các bạn có thể chỉnh speech này lên ha, maximum. Hello. Ha, thì nó sẽ thay đổi cái giọng ha. Hello. Ha, rất là dễ các bạn ha. Hello. Đây là giọng của máy. Thì để speak đây là cái tốc độ đọc các bạn. Hello. Ha, rất là nhanh ha. Hello. Đó, các bạn có thể chỉnh cái tốc độ như vậy để phù hợp với cái giọng đọc cái nhân vật của chúng ta ha. Đó.
Tiếp theo đó là wave file các bạn. Wave file nghĩa là các bạn sẵn có một file ghi âm nào bên ngoài ha. Đó là các bạn ghi âm bằng điện thoại vân vân ha. Sẽ có sẵn một file wave hay là file ghi âm, các bạn chèn vào ha. Các bạn chỉ việc chèn vào, các bạn chọn lên nó ha. Chọn lên nó xong đó các bạn chèn vào ha. Nhấn ok là chèn vào ha. Tiếp theo là CreateTalk Script. Thì các bạn sẽ tạo một file script ha, của CreateTalk. Cứ là một file kịch bản ha, thứ tự như thế nào đó. Thứ tự 1212 như thế nào đó ha. Thời gian nào đọc câu nào, thời gian tiếp theo đọc câu nào, đó là CreateTalk ha, script. Thì phần này là phần nâng cao và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong những video tiếp theo ha. Rồi, vậy thì chúng ta đã xong các bạn ha. Giống như là xong, mình đã giới thiệu xong cho các bạn bốn menu này ha. Bốn menu để chèn giọng nói vào ha. Và phần khác là các bạn hãy dùng bong bóng hội thoại để cho nhân vật chúng ta giao tiếp với nhau ha. Rất nhiều dòng bóng hội thoại các bạn ha. Và tùy vào cái cốt truyện các bạn, tùy vào nhân vật, các bạn chọn cái bong bóng hội thoại cho đẹp, cho chính xác ha. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ha.